جو فنان. Lùi cái đàn ra xí. Kia chưa? Dạ với cô em hụt chưa? Chị Quỳnh Mộc nhắn là tim phục hồi là tầm bao lâu? Một tiếng. Tim phục hồi hả? Tim nhanh không chị? Tim tầm bao lâu? Tầm tiếng, tê với tim tầm tiếng. Chưa tới tiếng này mà cho như tiếng đi. 40 phút là sao nè? 40 phút mới chùi tê. Tim hay có vùng rỗ đâu, tim cỏ mạc đâu mà. À, cái bé rỗ nó bữa trước đó hả? Mặt lên xíu chứ. Kỹ thuật là chính năng lượng ạ. Mũn ra rồi chị bà biểu con đãi mạnh vô lần đi. Còn bà ngứa lưng thì bà mua càng kẻ lưng kẻ. Bà mới mua lại cây khót rồi chứ. Cái gì anh làm gì mà mua cây khót vậy? Rồi gã cái rang hết cho. Mua cái cây sáp này mà cũng gãi rang luôn à? À. Chỗ này hả nhớ có một cục cứng to lắm. Cứng rờ. Đang vui luôn. Có phải to lắm. Chưa nghe. Tự nhiên đang hướng nó cái cục này là không được kia rồi đó nghe. Đi xuống này. À, hồi sáng mấy đứa này mấy đứa tác đàn bản hiệu không? Qua lại bên này, bên này nó đẹp lắm, bên này đó. Ô bé chưa dám tan nè. Nói tay này ra bị dán. Đây này, tay này. Gỡ dán vô. Dán vô luôn đi kia. Vậy chứ dán vô có tại mình có một cái xe nè. Cái bị lầy. Mình phải vô tay. Hãy
bà tám mình hỏi nó bị gì mà bà cháy gì? Bây giờ bà nó bị té. Bà tám bà đau, bà đau có đau chi đâu? Ừ. Ông Nam đau mà. Bà tốt do bà cô quá chứ. Hả? Tốt do bà cô quá. Cao đâu rồi? Người cô to xương nữa. Ừ, có to xương ảnh hưởng chị. Bà tái hai lần rồi bỏ yếu lên luôn rồi. Lần tái gã ta, lần tái gã chung lên. Con mà bà to quá, bà nạn gì vậy sợ. Bà được bà giò này, bà mấy ký. Xuyên bà như xuyên đàn ông. Học mấy lại vô đây. Thôi nó để từ đầu có thể yên. Sao nó đẹp không bác? Rồi quay quá xa rồi quay qua rồi. Thì thấy cũng được mà. Ý là để từ đào đến cuối đó đi. Trời nó đẹp lắm. Trời nó đẹp lắm. Chứ thì nạn lên cái cổ rồi chị đó đi. Thuốc của bán thô cái hiền hiền thô là cho bán nước thuốc mới hay gì nè khô chưa hiền tục như mà đang mình không ra ta tôi nhận thấy không à đúng tục đó là cái này cái đó là do nãy về chưa dùng lực kìa không đúng đúng miệng hết.
kệ xong la la cho chị thêm xíu cũng được kia. Cho lá với cho chết nó cho ăn kỹ. Mấy chị hứng hứng vô kia nghe. Nếu như ngày này có đi chợ kìa, cái ghế vô gì nhung quá bác kìa. Mua thêm cái ấm gì cho bác ăn. Cầu thêm cái ấm trúc. Cầu cái ấm vậy thôi được à? Ờ. Cái nó ngâm nước mưa xong dùng được thời gian nữa. Tính đã học bài nữa chứ. Tới sáng không có giàu mấy phốt bài gì. Điện thoại của má là có một tới khi mà khác cái nước là luôn mưa xa nữa. Điện thoại thành kìa, rơi xuống nước sẽ lượm lên lạ. Sái 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 mà biết mỡ là mô sái nữa thôi, mỡ nên dùng bình thường kìa. Đúng là iPhone tốt, đúng là dòng iPhone tốt. Không phải đơn giản là theo thời đại nhưng mà nó tốt thiệt. Đi cả đi cũ rồi. Đa đập đúng không? Trời ngon đập nữa đi, bởi vì rồi tức là trời để lên cái tủ, để mạnh lên cái tủ bể cho cái cường lực. Để mà để mạnh quá kìa. Cái giữa lên cho thái giờ sẵn, tao thắc cười vậy sợ. Chứ chưa bể màn hình là mai lắm rồi, tao nghĩ rằng làm rồi.
đồ tiền nhé hơi xem. Có, đang phía trên thôi cái này.